chủ động, ưu tiên việc quan trọng. Bắt đầu với mục tiêu, tư duy cùng thắng, hiểu rồi được thiểu đổi mới, hợp lực. Mình có bao nhiêu thứ rồi ta? Ba mẹ trẻ xinh đẹp của chúng ta hôm nay nói gì khó hiểu quá. Chị biết không, em mới vừa đọc một quyển sách rất là hay. Đó chính là 7 thói quen của người thành đạt của Stephen Covey. Chỉ ra cho mình 7 cái thói quen mà làm cho mình sẽ trở nên khác biệt để dẫn đến thành công. Thế thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về nội dung là có hay không những thói quen dẫn đến thành công. Dạ, vậy thì còn chờ gì nữa. Quý vị khán giả ơi, chúng ta đang đến với chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ. Chương trình được tài trợ bởi trà hạt chia Fusty, một sản phẩm của công ty Coca-Cola. Em cũng có mời đến phim trường của mình một vị khách mời. Nhưng trước khi gặp vị khách mời đó thì ngày hôm nay Vân Trang muốn mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với những thông tin trong mục Mẹ Có Biết. Mọi người biết không, theo thống kê thói quen của giới triệu phú ở trên thế giới á, thì có 88% những người khá giả thường dành tối thiểu 30 phút mỗi ngày để đọc sách, từ đó tự học và tự hoàn thiện bản thân mình. 76% người giàu thường tập thể dục trung bình 30 phút mỗi ngày. 92% những người giàu có đều cho rằng thành công của họ không bao gồm may mắn, chỉ là họ không bao giờ bỏ cuộc. 88% các doanh nhân nhận định tiết kiệm là một bước vô cùng quan trọng để dẫn đến thành công. 88% các mạnh thường quân đều tin rằng các mối quan hệ ảnh hưởng rất nhiều đến thành công. Còn chị Trang Hạ thấy là mình có đầy đủ các cái tố chất của một người thành công, bao gồm mình đọc sách 30 phút, mình chơi thể thao có hơn cả 30 phút một ngày, quản trị công việc này, quản trị tài chính này, và thậm chí là có cả những cái đội ngũ tư vấn giúp cho mình. Vậy mà tại sao mình vẫn không thành công? Chị nghĩ là chị chưa thành công thôi, nhưng mà người ngoài nhìn vào là thấy mình thành công rồi thì sao? Cái thành công của chúng ta cần được cả xã hội công nhận và được cả mọi người đánh giá nữa. Dạ, và ngày hôm nay thì Vân Trang có mời đến phim trường một vị khách mời cũng rất là xinh đẹp, cũng rất là thành công. Đó chính là Liêu Hà Trinh. Dạ, xin chào mọi người, Hà Trinh lại có cơ hội một lần nữa quay trở lại chương trình Nhỏ To Cùng Mẹ, được gặp hai đàn chị thân yêu. Chị Trang Hạ thấy rằng là Liêu Hà Trinh rất thành công với những tập thơ của mình, với những chương trình truyền thông mà em dẫn, thậm chí là về cả với những cái hình ảnh của mà em tạo dựng về cái thương hiệu cá nhân ở trên báo điện tử. Thì bản thân cái điều đấy nó tạo ra cái sức hút, nguồn năng lượng tích cực, một hình mẫu cho người khác vươn tới. Vậy là em phát hiện ra một điều là thành công nó có quá nhiều cái hình tướng khác nhau. Cái mọi người thấy mình thành công, nhưng mà với gia đình tôi cũng là người thất bại. Bởi vì mẹ lúc nào cũng ngồi trước mặt mình và bảo là con là một nỗi đau của gia đình khi bây giờ cũng chưa có chồng. Thì ra cái khái niệm thành công là cũng phải tùy người đánh giá nữa. Đúng rồi. Có nhiều người người ta nhìn vào nói ô, cô bé này sản xuất thơ à, cô bé này lên truyền hình à, vậy là không được thành công rồi, thành công phải là doanh nhân cơ. Thế rồi. Thì thành công là cái gì nhỉ? Đây nè, thành công là diễn viên Vân Trang. Hay ghê không? Bộ phim nào mà cổ góp mặt là cũng kéo người ta đến rạp và vô cùng ấn tượng, rất là nhiều giải thưởng về diễn xuất mà chị ấy cũng không chịu nhận chị ấy thành công. Thì chị muốn cái gì nữa chị Vân Trang? Bây giờ mình vô chủ đề ngày hôm nay nha. Đó. Trang sẽ cho Liêu Hà Trinh chơi một cái game. Mọi người có thể cùng chơi với ba người chơi nha. Ồ, cái trò này được nè, lần trước trò này dễ dư. Rồi. Đây, câu đầu tiên. Bạn có phải là người có thói quen ngủ trước 11 giờ đêm không? Không. Ám không? Thiệt, em không ngủ được chị ơi. Lúc nào là cũng bị Facebook ám á. Chị thức làm gì không ngủ đi. Mình thức để ở tìm Google làm sao thành người thành công. Không. Vào giờ này là chị đang xỏ giày, đang chạy quanh Hồ Tây. Và có những cái talk show chị quay 11 giờ đêm vẫn chưa đóng máy. Bây giờ qua câu thứ hai đây. Bạn có đang là người nghiện Facebook mạng xã hội? Có. Sao vậy ta? Chưa hả, thì Facebook chị... chính là một cái kênh á, để mà mình làm tư vấn viên miễn phí. Ngày nào cũng có thư gửi đến nói là em bị chồng đánh hoặc là em vừa lỡ tay đánh chồng. Giờ đây em phải làm sao? Dạ rồi, bây giờ tới câu thứ ba nha. Bạn có phải là tiếp người sống tình cảm dễ tha thứ hay không? Có. Ngàn lần có. Dạ, em là em... Nhìn mặt em có giống đang thù dai không? Mình thì rất hay tha thứ cho bản thân. Làm gì sai mình cũng tha thứ ngay sau một nốt nhạc á. Người đàn ông nên là trụ cột chính trong gia đình. Có hay không? Có. Cả có cả không? Em thì vẫn nghĩ là có. Em cũng nghĩ là có. Một rừng á không thể nào có hai hổ được, một nước không thể nào có hai vua, nên mà cả hai đều muốn làm trụ cột chính thì nó dư cột. Nên chỉ cần một người thôi, mình sợ lại mình lau cột. À, giống hay như là cây mình múc cột hả? Hay là mình làm gì đó cho cái cột nó vững chắc hơn, nó sáng hơn. Nói về trụ cột chính thì một người sẽ lo về mặt tài chính, một người sẽ lo về mặt tinh thần. Bây giờ câu tiếp theo nha. Để đổi danh vọng lấy sắc đẹp, bạn có đồng ý thay đổi hay không? Có nghĩa là mình đã có vị trí, đã có địa vị rồi mà mình không có đẹp đúng không? Đó mà, nó nghe nè, ví dụ mình đã có tiền rồi, mình lấy tiền mình đi thẩm mỹ. Đối với những người cá tính thì họ lại thích
thích danh vọng hơn. Em sẽ đổi danh vọng. Chị nghĩ rằng là giả dụ mình là một người đàn ông mà mình sẽ trả lời câu này như thế nào nhở? Đàn ông hả? Mấy anh trả lời sao ta? Mấy anh chọn danh vọng hay sắc đẹp? Hay chào anh quay phim. Câu trả lời của anh sẽ là anh chọn đẹp thấy chưa? Mấy anh chọn đẹp. Danh vọng. Rồi câu cuối cùng, bạn có phải là người nấu ăn ngon nhất trong gia đình không? Đương nhiên là không, không rồi. Không, cái này thì mình rất tự tin. Rồi bây giờ chưa? Mình đã xong hết cái phần game rồi đó. Bây giờ là Trang sẽ xin được tư vấn có hay là không những cái bí quyết dẫn đến thành công. Anh thấy cái câu này nha, nó tương tự như cái câu là có hay không công thức nấu ăn ngon cho người mới bắt đầu. Thì tất nhiên là có. Làm được hay không là cái chuyện của mình. Ông bà mình có một câu chính xác luôn á. Bí quyết của thành công chính là thất bại. Đó là mình phải dấn thân. Trinh đã có một cái bí quyết thế này. Trinh nghĩ là chắc chắn sẽ đúng. 5 cái bí quyết để mua được một căn hộ cao cấp trong vòng 5 năm. Bước thứ nhất, chúng ta sẽ lên mạng và tìm hiểu về cái từ khóa là bí quyết để thành công. Sau đó chúng ta sẽ viết lại những cái gì phù hợp với mình. Bí quyết thứ hai, theo những cái chỉ dẫn ở trên mạng đó, chúng ta sẽ bắt đầu chia cái ngày làm việc của mình ra những cái thời gian biểu hợp lý và bắt đầu thực hiện những ước mơ nhỏ nhất. Bước số 3, mình bắt đầu chăm sóc các mối quan hệ nào mà nó hái ra tiền và nó hữu ích cho bản thân. Bước số 4, làm việc thật là chăm chỉ. Và bước cuối cùng là bước quan trọng nhất nè. Mình mua vé số và phải trúng vé số. Đó. Và cái tỷ lệ trúng vé số và mình sẽ mua được cơ hội cao cấp. Cái tỷ lệ đó nó còn nhỏ hơn cái tỷ lệ bị sét đánh tới 4 lần. Tức là bạn bị sét đánh tới 4 lần thì bạn mới có cơ hội một lần trúng để trúng vé số. Nhưng mà đùa như vậy thật ra là có. Giống như kiểu là Donald Trump sẽ luôn luôn được ngưỡng mộ bởi vì là một người quá mạnh về tài chính. Chính vì không may cho Donald Trump là vì quá nổi tiếng nên thế là các tờ báo mới có thể lục được cái quá khứ. Và từ một anh chàng trai 20 tuổi đôi mươi tay trắng chẳng có gì mà bây giờ trở thành tỷ phú của cả thế giới ngưỡng mộ. Anh đã làm như thế nào vậy? Bí quyết của tôi rất là đơn giản. Donald Trump trả lời: tôi vay của bố tôi khoảng mấy chục tỷ. Tôi làm ăn thất bại, bố tôi cho tôi mượn thêm 9 triệu đô la và tôi bắt đầu phát triển lên bằng tài năng của mình. Bạn được sinh ra ở ngay ở vạch đích rồi, đúng không ạ? Nhưng mà chị Trang Hạ thì nhớ là khi mình 15 tuổi, mình bắt đầu đi lựa chọn cái tính cách cho mình. Mình vớ được một cuốn là Đắc Nhân Tâm. Và khi đấy thì mình kiên quyết không đọc. Bởi vì mình nghĩ rằng là nếu như ai cũng đọc cuốn Đắc Nhân Tâm để lấy lòng người khác, hiểu thấu tâm lý người khác, vậy thì thế giới này toàn những điều giả tạo. Đó là lý do đến tận bây giờ mình chưa hề đọc. Nhưng mình tin rằng là cái sự hoài nghi về tất cả những cuốn sách về bí quyết làm giàu, bí quyết thành công, bí quyết để trở thành thành đạt, trở thành triệu phú trước tuổi 40 á, nó đều là những cái con đường tắt, nó đầy cạm bẫy. Và ở trong đó thì chỉ có những người lười mới muốn đi những đường tắt, còn những người tử tế họ tin vào nỗ lực của bản thân. Mình sẽ tự gây dựng các mối quan hệ. Không, em ấy thì em lại không đồng ý với lại cái quan điểm đó của chị Hạ. Là tại vì cơ bản là người ta vẫn thường hay nói phải đọc sách 30 phút của một ngày. Những người tỷ phú họ vẫn làm cái điều đó hàng ngày. Họ đọc sách gì? Không lẽ họ đọc tiểu thuyết tình yêu? Xin hiểu ý của Vân Trang mà ý của chị Trang Hạ thế này nè. Trên cái đường đua đó sẽ có hai loại người. Một loại thì là cắm đầu chạy để mà đến đích. Còn cái tiếp còn lại là sẽ nhìn quanh xem là mấy đứa kia nó chạy tới đâu rồi để mà mình có thắng hay không, mà mình biết mình điều tiết lại. Thì chị Trang Hạ là người mà sẽ cắm đầu chạy theo cái đích của mình mà không nhất thiết phải xem là đánh giá của xã hội như thế nào, không cần thiết phải chiều lòng của những người đó. Chứ không phải là mình từ chối những cái kiến thức từ bên ngoài, là mình không nhất thiết dùng cái thước đo của người khác để mà áp dụng vào cái cuộc sống và cái thành công riêng của mình. Nhưng mà có một cái ý thế này là những người mà đọc sách để mà tiếp nhận thành công thật nhanh và mình gọi họ là lười á, thì có thể là mình hơi gay gắt chút xíu. Trinh không đi tìm công thức của thành công trong những quyển sách đó. Trinh đi tìm những cái trải nghiệm của họ để mình có cái cảm hứng. Và cái cảm hứng nó giống như là một cái que diêm đốt lên một cái, thì có thể là họ đã có một cái rừng rất là lớn, một cái rừng nhiệt huyết rồi. Kiến thức thì mình cứ tiếp nhận, nhưng mình phải có một cái bộ lọc sàng lọc. Thì rất là cảm ơn Lưu Hà Trinh, bởi vì là bạn ý vừa biến chị Trang Hạ từ vai ác thành là vai thiện. Một cái ông nào đó mà đến từ đại đế chế Alibaba, cho ông ấy nói là hôm nay rất là khó khăn vất vả, mai sẽ khủng khiếp, nhưng ngày mai ngày kia sẽ là tươi sáng. Nếu như là chị Trang Hạ nói thì câu đấy chẳng có ý nghĩa gì. Vậy rõ ràng là với một ông nhà giàu, ông ấy nói gì thì câu đấy cũng trở thành châm ngôn, đúng không ạ? Vậy thì vấn đề là ông ấy như giàu chứ không phải là vấn đề đấy là một triết lý. Cái điều thứ hai rất quan trọng là có 7 thói quen dẫn đến sự thành công thì bạn cũng trở thành nô lệ của các thói quen đó. Trinh có nhớ cái cuốn là Đừng bao giờ đi ăn trưa một mình không? Dạ. Ngày xưa khi mà mình đi làm có một anh trưởng phòng của công ty mình rất là tâm đắc cuốn đó, và chưa nào anh cũng đi ăn với một ai đó. Trong 3 năm làm việc, anh ấy vẫn ở một vị trí đó, anh ấy chỉ đi ăn với 5 người đó, anh ấy gặp những người cũ, trao đổi những tư duy cũ, làm những công việc cũ. Và cuối cùng thì anh ấy hiện nay thì đã ra nước ngoài đi buôn gỗ. Tức là
anh ý là nô lệ của cái thói quen là đừng bao giờ đi ăn trưa một mình. Nhưng thà bạn đi ăn trưa một mình và bạn có thể là mở cái điện thoại ra hoặc là tận dụng cái giờ trưa đó để có một cái giao đãi phù hợp, còn hơn là bạn làm nô lệ cho cái thói quen. Yeah. Chúng ta có thể thích những cái chương trình mà dạy bạn làm giàu thật nhanh, thành đạt thật nhanh, thậm chí là làm mẹ lý tưởng thật là nhanh và dạy con thành thần đồng. Thế nhưng hãy hiểu rằng là một cách nào đó bạn đang đi vào cái lối mòn, và tất cả những người viết sách họ không phải là người Việt Nam, họ không sống trong ngôi nhà của bạn, họ không biết lý do vì sao bạn đã từng thất bại. Chính xác. Tháng trước là có một bà là bà Sheri Sandberg, tác giả của cuốn Learn In Dấn Thân, thì đã đến Hà Nội và bà có một cái cuộc talk show nho nhỏ. Thì bà có nói một câu là tôi không biết bí quyết để trở thành một người phụ nữ thành công là như thế nào, nhưng tôi biết chắc chắn ở bên cạnh của cô ấy là có một người đàn ông hoặc là một người bạn trai chia sẻ cuộc sống và gánh nặng gia đình. Thì đó là một trong những cái bí quyết quan trọng nhất dẫn đến thành công. Thì có người họ quan niệm thành công là hạnh phúc, có người quan niệm gia đình của mình vui vẻ sung túc mới là hạnh phúc. Thì đối với một người phụ nữ, để có thể làm được hai cái điều đó thì có hay là không? Trong 7 năm mà mình làm việc tại Đài Loan, mình làm phóng viên quốc tế, mình phát hiện là tất cả các nữ chính khách đều không có chồng. Đó là cái quan sát ở một xã hội hiện đại. Còn về Việt Nam, trong 7 năm nay thì chị Trang Hạ là luôn đi tư vấn cho các cái tập đoàn. Thì trong cái câu chuyện mọi người hỏi mình á, không bao giờ hỏi là ở cái sếp nữ đấy là có tài năng thật không, mà luôn luôn hỏi nghe đâu là cái cô đấy là chồng bỏ nhỉ, nghe đâu cái cô đấy là làm single mom. Nghĩa là phụ nữ thành công là kẻ thù của hạnh phúc. Vì thế đôi khi Trang Hạ nghĩ rằng là ở một cái khía cạnh nào đó thì thật sự nó có cái thách thức và nó có một cái mâu thuẫn. Em thì nhìn gần hơn một chút, thành công đừng nghĩ cái gì nó xa xôi, phải có tên trong top 10 những người giàu nhất ở trên Google, một bát sữa đồng hồ cũng là thành công. Khi bản thân Vân Trang và Trinh và chị Trang Hạ không thể sửa nổi một cái đồng hồ vì nó quá nhiều chi tiết phức tạp. Một người nấu ăn giỏi, một nhà văn, một diễn viên, khi họ đam mê và họ đi trên con đường của họ và họ có những sản phẩm không ai làm được như họ, họ đã thành công rồi. Tại sao phải quy chụp thành công phải là tiền, phải là vui vẻ suốt ngày, phải là đi du lịch khắp thế giới chứ, đúng không? Chị Trang Hạ thấy rằng là thay bằng việc là chúng ta là những bà mẹ bỉm sữa mà chúng ta không có thời gian để có thể học tất cả những cái bí quyết trở thành là một người mẹ thành công ngoài xã hội, thì chúng ta có thể thay bằng đấy học những cái trải nghiệm, ví dụ như là trải nghiệm về cảm xúc. Yeah. Trải nghiệm về công việc và trải nghiệm về hoàn cảnh. Chúng ta có thể là về nhà nấu một bữa cơm rất là ngon cho gia đình. Đó chính là một cái cảm giác về thành công. Yeah. Chúng ta có thể là dùng thời gian để tập yoga hoặc là tập thể thao, nâng cao cái tâm trạng của bản thân mình. Và đấy chính là một trong những cái trải nghiệm của cảm giác về thành công. Trình bổ sung là chúng ta cũng có thể dành cái thời gian mà mình than vãn, mình đi bà tám với mấy cái bà hàng xóm đó, mình lên mạng mình có mấy cái khóa học online mà cái giá cực kỳ rẻ, nhiều cái lớp học miễn phí trên YouTube luôn. Học về tư duy phản biện nè, học về đan lát, học về nấu ăn, học về chăm sóc thú vật cây cảnh gì đó, có rất nhiều học online mình học hết đi. Học tiếng Anh, học tiếng Nhật, tiếng Hàn, cái gì học ước massage mơ. Về massage cho chồng đúng nữa. Luôn học hết, như vậy là mình nâng cao được bản thân mình. Nhưng mà em thấy một điều quan trọng nữa là các mẹ tập cái thói quen chia sẻ cùng với chồng. Có nghĩa là chồng thì đi làm ở bên ngoài mệt mỏi rồi đúng không, về thì vợ đầu tiên là không được cằn nhằn nữa. Chồng của mình khi mà về nhà, về tổ ấm của mình cảm thấy thoải mái, thanh thản đầu óc, đó là một người phụ nữ đã rất thành công. Giờ mới biết tại sao mà Vân Trang luôn được chồng cưng rồi. Phải không? Cổ không chỉ đẹp mà cổ còn khéo nữa. Thấy ghê không? Đó. Một cái cuộc sống của người phụ nữ thành công nó chỉ có thể có hai yếu tố là nghĩ sạch và cái sức khỏe cũng sạch sẽ. Thì suy nghĩ của mình nó cũng minh mẫn, tư duy của mình luôn tiếp nhận những cái điều mới mẻ và học hỏi những cái gì mọi người vừa chia sẻ. Trên nghĩ chỉ có một cái cách đó thôi thì mới dẫn đến thành công được. Mình tin rằng thành công chưa chắc đã dẫn đến hạnh phúc, nhưng hạnh phúc chắc chắn sẽ mang lại thành công cho gia đình. Hãy chia sẻ với Trang fanpage Nhỏ To Cùng Mẹ. Mỗi tuần Trang Hạ sẽ chọn ra một độc giả may mắn và gửi tặng bạn phiếu mua hàng siêu thị trị giá 200.000 đồng. Và đối với mỗi người thì quan niệm về thành công cũng khác nhau. Thành công đó chính là có một sự nghiệp thật là vang dội, hoặc thành công là tổ ấm của mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Trang chỉ khuyên mọi người một điều là chúng ta hãy nên làm những gì làm cho cảm xúc của chúng ta cảm thấy thật là hạnh phúc thôi. Cảm ơn Lưu Hà Trinh đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Vân Trang cũng xin được gửi lời cảm ơn nhãn hàng trà hạt chia Fusty, một sản phẩm của công ty Coca-Cola, đã đồng hành cùng với chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ phát sóng rất quen thuộc, đó chính là 10:45 sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.